bắp càng đó luôn. Ghê lắm hả? Thấy từ trong cái đây luôn á hả? Ừ. Trời ơi, chạy sao tao tao hay hả? Hai mày nè bạn. Trời nó bị nè, bị tán. Nè, bị tán nè. Đừng có giỡn mặt cái xe tải. Cái này là độc. Người cá tôi đang trên đường đi lên Tây Ninh núi Bà Đen. Nhà đó giống nhà ma thiệt hả Bon? Mình có của đây. Có bà già đây. Hàng gió. Nó mới lạnh luôn á. Hình như cái gái mới lạnh lắm hả? Thôi. Bên cảm thấy hàng gió thế nào? Mát không? Rất là mát. Rất là lạnh. Mát quá mà vô không được. Bích ơi. Chưa à. Buồn hàng gió đó kìa. Buồn thì sao? Buồn thì sao? Nó đang nói chuyện phone. Bon kìa, Bon kìa. Hàng gió và hàng gió là sao? Như mấy điều hòa vậy đó. Mấy điều hòa thân nhiệt. Chùa hang. Ừ đó. Hả? Cái chùa đó hả? Xe lăn trong đêm hút xe dầm luôn rồi. Ủa này giỡn tới chết rồi. Bám vô em.
cho môi trường là sống tốt cho chính mình. Quá hay. Thủy tại núi Bà Đen. Leon đâu sao đen rồi con? Đắp tôi cho nó đen. Chào anh, chào lại về tranh thủ là mốt đi Thái Lan rồi nha Nhi. Tiêu không đi à? Không. Đó, nhà ba em đứng ra đó. Ở đây hả? Đó, gì kèo á, thấy không? Thấy kèo, nó nắng quá trời. Chạy qua đây vòng lại nắng, chạy qua đây vòng lại nè. Nắng rồi, đổi nắng. Đi vô nhà. Ừ. Bà có bến đâu về hả? Bạn bà quên. Bến đâu về hả? À, bên bản. Về Sài Gòn. Trời ơi. Chó. Vô. Quá xe đâu thấy chó ở đây mà anh sợ luôn. Làm gì? Hoa cỏ mùa xuân. Thank you.